Nghiên cứu cái thủ này cái cho nào. Đây nó là một cái thủ thì nếu bây giờ ví dụ mình chơi như thế này thì nó sẽ có nghệ thuật hơn này, mình sẽ chơi trực và liền. Thì cái này sau mình sẽ cho vào một cái chậu ống, cái thằng cái độ quái này nó sẽ được văng ra ngoài chậu. Thì nếu mà chơi như thế thì nó ngộ cây hơn. Thế còn nếu để như này thì nó theo kiểu bao vai nhưng mà nó sẽ hơi hiền. Hai nữa là bởi vì cơ bản đây nó là cái ngọn cho nên là cái gốc của mình nó bị thoát, thì mình mà để ở phía trên như này thì nó nặng trên và nó không có dưới. Thì đang tính là sẽ cắt bỏ cái đoạn này đi để mình làm cây khác. Cái này đi, cắt cái này đi, đoạn này đi. Ông về cho ông ngắm đi. Ngắm đi. Chuyển thành cây cái này mình sẽ làm ra cây khác. Cái này khả năng vẫn tận dụng được một cái tay đỡ đằng sau. Chỉ là chặt đến đây thôi. Vẫn còn có cái tay đằng sau đây mà. Đó. Đấy, sau này là mình thì khi mà mình cắt như này thì nó hài hòa với cái bệ này, vì cái bệ nó là ngọn mà nó chưa có rễ. Đấy. Thì nó có hai phương án, một là mình sẽ cắt như thế này, mình làm chuyển trực huyền. Thì con huyền kia nó sẽ quái. Và cái con trực này mình sẽ phải cắt lại đến đây. Cắt lấy đến đây thôi này. Đó, một tay ra đây này. Đó, mình sẽ cắt bỏ chỗ này đi. Mình cắt đến đây. Thằng này nó hơi vênh thì mình sẽ cắt lại lấy mầm âm thôi. Đó, vì cái đoạn này mình để nó cũng ra mà, vì lúc trước nó là cái ngọn nên là mình không dám xử lý. Để cho bây giờ nó sống nó có mầm rồi, bắt đầu mình có dữ liệu. Thì khi mà cái cây này mình đây là mình đang đặt trong chậu này nó chưa hợp lý, mà khi mà mình đặt cái chậu ống như này thôi thì cái này nó văng ra ngoài chậu nó mới đẹp. Yeah. Cái cổ chậu sau này nó nằm ở đấy. Thì nhìn nó ngộ cây, nó quái cây đẹp hơn. Thế mà mình đấy là một cách, còn một cách mà mình chơi theo kiểu vẫn chơi bao vai thì mình phải cắt ngắn cái này lại đấy, nhưng mà nó vẫn bị thoát bệ. Thì cách này là cách theo kiểu bao vai đấy, thì mình phải cắt đi cái quòng qua quèo quái cái đi thì nó mới hài hòa. Một cách như thế, đây là cách thứ hai. Nhưng mà nếu mà nghệ thuật thì cắt cho kiểu này cũng là bỏ một vế bên này. Bỏ một vế bên này đi. Thì đây là làm thân trực, đây làm thân huyền. Thì nó sẽ trực huyền. Thì nó không bị nặng ở trên nữa. Đấy là có hai cách như thế. Đấy, còn nếu để cả, mình để cả như này thì mình chỉ diễn ra theo giống như kiểu nhưng mà cái mình vẫn để theo kiểu dáng làng thì cái này nó lại không hợp lắm. Cái này nó gập xuống như này nó lại không hợp. Mà cái này sau em phải văng ra ngoài khỏi chậu cơ. Là coi như là chơi thành cây huyền. Cây trực huyền. À, thì mình phải cắt cái này đi. Được. Đến đây này. Bỏ hết cả cái này đi. Bỏ hết vế này đi. Đây cắt cái này tạm đến đây ạ. Thì nếu chỗ này cái này. Chỗ này sẽ tận dụng đến mắt chỗ này thôi. Này. Nếu mà được. Đấy. Thì cái này nó sẽ ra mình dâm ra cây khác. Đó, thì thằng này sẽ dập đến đây này. Đó, thì chỗ này nó sẽ có một cái tay đối với cái tay kia. Thằng này sẽ sau này sẽ lấy đến cái vị trí chỗ này thôi này. Nếu mà nó có mầm chỗ này thì đẹp, mà không thì phải lấy chỗ vàng. Mà phải cắt dập đến đây này. Đấy. Thì thằng ấy nó đang bị vênh lên. Chứ mà lấy kiểu này, ví dụ bỏ cái này đi trên này thôi thì sao? Bỏ trên thì nó vẫn bị đây, bỏ đây nó vẫn bị theo cái kiểu giãn chặt súng. Tức là nếu như cái cây này của mình ấy mà nó có theo cái kiểu bệ như thế này này, không hiểu không? Đó, thì nó sẽ hỗ trợ được cái trên thì mình chơi như thế được, nhưng mà do của mình nó không có bệ, nó bị thoát. Nặng trên và dưới thì nó không gió thì nó bị thon, thì mình chơi theo kiểu như này là nó thon vừa luôn, đúng được. Đấy, mình phải tính như thế nó hợp lý được. Còn nếu như cái này mà nó có theo kiểu
thì mình sẽ chơi. Nó có bệ thì mình lại chơi kiểu khác được. Nhưng do nó không có bệ thì mình lại mình phải tính cho nó vút được ngon. Ví dụ như cái này nuôi lâu rồi cái bẹ nó có phình lên. Bây giờ phải khi mà mình cắt hết đi trên này, giờ mình phải nuôi các cái mầm dưới này. Nó phát mầm dưới ra thì nó sẽ mới. Nhưng mà để mà phình mà cân đối với trên thì hơi bị lâu. Nhưng về đẹp cây thì chơi theo thực quyền là đẹp. Nó có cái nghệ thuật hơn. Alo. Ờ. Ôi, vẫn đang Rồi, vừa rồi Chiến Sự đưa ra hai ý tưởng. Một là chúng ta sẽ chơi trực huyền. Hai là chúng ta có thể chơi ba vai. Thì chủ nhân thích ba vai. Đó, các bạn nha. Thì ba vai thì chúng ta sẽ phải nuôi lâu hơn một chút. Vì tại làm sao là vì ở cái phía trên của chúng ta đang có dữ liệu để làm ba vai được. Tuy nhiên thì ở dưới phần dưới này nó bị thoát. À, vì nó chưa có rễ các bạn nhé. Thì bây giờ khi mà chúng ta định hình xong, lọc xong thì chúng ta phải nuôi tất cả những mầm này rất quý à, để cho nó phát triển. Hai nữa là khi mà cây nó khỏe rồi, cây nó khỏe rồi thì chúng ta sẽ trích ở các cái điểm này ra nhé. Các bạn có thể cắt xong bắt đầu các bạn đặt một cái bìa cứng plastic à, tức là để cho khi mà cái rễ mình cắt ra nó phun rễ mới ra à, thì nó không cụp xuống mà nó bò ngang này à, thì ta nuôi cái đấy. Thứ nhất là vừa được nở cái phần chân vệ, thứ hai là chúng ta sẽ có chân vệ à, thì nó sẽ bị lâu một chút nhưng mà thì nó sau thì nó mới đẹp được. Thì bây giờ thì sẽ quyết định ba, nhớ là ba vai không được ba bà đâu. Ok, quyết định. Thì khi mà chuyển ba vai thì chúng ta lại phải cắt cái cùng quẳng ở dưới này đi các bạn nè. Đó. Đó. Nếu ba vai mà chúng ta để như này cũng không được. Thì chúng ta lại phải cắt cái này đi. Ngọn này thì chúng ta vẫn cắt giật các bạn nhé, để chúng ta chuyển nhịp thôi nhé. Em chấp nhận cái ngọn đấy nó theo ba cây kia mà. Lỗ được. Về về buộc các cái này cho anh Mạnh cắt. Đấy nhá, bây giờ cắt ba vai, cắt cái này, cắt ngọn. Buộc những cái nào trên ấy thì cắt ra những cái này, cắt giật lại để có thể dâm sẽ vẫn được.
đang hội bàn trà bàn với cây. Thế là ông nào có duyên ông mới được. À, đúng không? Thân huyền đi. Và chúng ta chơi trường với huyền thì chúng ta phải cắt cái này đi. Nhưng quyết định thịt ba vai chuyển là hai cắt về ba vai và các cái điểm này là cắt chuyển lại và nhận ba. Chúng ta làm phôi mà thì chúng ta làm để cho nó sau này khi mà phát triển thì nó sẽ vén cũng như nó có cái độ nhũn ra. Về cơ bản thì cái đoạn này nó cũng rất là đẹp rồi. Đó. Thì khi mà cắt đi thì chúng ta sẽ phải xây dựng nuôi kỹ hơn và thì để sau này chúng ta có được cây nó tốt hơn các bạn nhé. Thì chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy thì bây giờ quyết định trở thành cây theo kiểu ba vai. Và bây giờ thì thiết sự xin kết thúc ở đây và quay cho các bạn xem tổng thể và xin khép lại video. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Thiên Sự. Xin chúc quý vị và các bạn là một mùa xuân thật ấm áp, thật hạnh phúc và thật vui tươi, và đặc biệt là chúng ta vươn lên như rồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.